coi nha. Đèn bảy màu luôn. Chào mừng các bác đã đến với kênh của Minh Vũ Audio. Ở clip ngày hôm nay thì em tiếp tục lên sóng giới thiệu cho toàn thể các bác về cái dòng loa kiểm âm. Dòng này thì nó sử dụng cho những cái quán cà phê và không gian ở trong gia đình. Nếu như các bác mà có một cái không gian nào mà chúng ta sử dụng để đọc báo, nghe nhạc, uống cà phê, hoặc là có một cái quầy bar gì đấy, thì cái loa này nó treo ở trên trần nhà các bác nhá. Loa này treo trên trần nhà và nó sẽ quay ngược xuống. Còn như đây thì Minh Vũ đang để test thử cho mọi người nghe. Loa này thì với thiết kế là một bát 20 đồng trục. Đây, vừa nãy Minh Vũ đã quay cho mọi người xem về cái củ bát của nó. Đây là loa của anh nhá các bác nhá. Đây này, bát này của anh. Loa bát 20 nhưng mà củ rất là gấu luôn. Ở đây thì nó có bán cả laser số seri vào đây. Con này thì côn của nó là côn 51 đó mọi người nhá, nhưng mà công suất của nó rất là mạnh. Thì với một đôi như thế này, củ bát rất là to và nặng nhá. Các bác nhìn loa chất không? Hàng xịn nhá mọi người nhá. Đây, nó sẽ quay như thế này, nó sẽ quay đây. Ở đây nó có một cái giá để treo lên như thế này. Các bác sẽ treo tim 12 nhé. Đấy. Đây, như thế này này. Đó, rất là đẹp. Nó sẽ quay xuống như thế này thì chúng ta vừa nghe nhạc vừa... Loa này thì có thể hát được karaoke nhé mọi người nhé. Đấy, dòng loa này thì chất âm của nó rất là hay. Và thiết kế cũng rất là đẹp. Đấy, những cái mã như này thì rất là hiếm. Ở đây thì Minh Vũ chỉ có mấy cặp thôi. Đây là những cái cặp loa tuyển chọn, những cặp đẹp. Đấy, zin. Các bác có nhu cầu đặt hàng thì có thể liên hệ trực tiếp cho Minh Vũ, giá là 4.500.000. Đấy. Và con này thì nó sử dụng nguồn điện đầu vào là 9V nhé mọi người nhé. Ở đây thì em có đấu qua một cái adapter 9V 0.8 9V nhé mọi người nhé, 9V. Thì ở đây em có đấu song song cái mạch điện của nó thì đèn nó vẫn sáng các bạn, đèn nó vẫn sáng, vẫn nháy đẹp. Ở đây thì cái hàng bãi thì cái mạch của nó ấy, mạch của nó hình như nó bị hỏng rồi các bác nhá, mạch của nó bị hỏng rồi. Các bác mua thì các bác về kiếm cái nguồn 12V nắp vào đây là sáng trưng luôn. Nguồn 9V nhá, nắp vào đây là sáng trưng luôn. Đấy, còn em bán loa thì em bao zin đẹp cho các bác, giá là 4.500.000. Đấy. Dòng này thì lắp ở trong những cái không gian để làm tí nhạc bolero nhá. Lắp ở trong nhà nghe hay lắm các bạn. Các bác mà sử dụng cái quán cà phê sân vườn, sân vước nghe thì chấm hết luôn. Đây cho mọi người nghe cái tí nhạc bolero đi. Vừa nghe nhạc vừa hát karaoke được. Từng ngày trên phố bước chân em lẻ loi, rất là hay rồi. Chờ anh đến chốn mơ xa nhạc bóng mây nơi chân trời không ngày đặt tên sau chân anh đi rất là xa thôi nhỉ. Đẹp chưa? Giọt mưa kia đã xóa tan bóng hình anh, còn đây nước mắt hóa chung niềm nhớ nhung trên con đường xanh màu lá đã quen dấu chân người.
Hàng này thì không có nhiều đâu, em chỉ có mấy cặp thôi. Thử tiếng mic cho các bạn. À, quay bé bé như này thôi, nhưng mà khi mà treo lên nó đẹp lắm các bạn. Điểm 6, 7 1, 2 1, 2, 5, 6 5, 6, 7 ờ, tiếng mic rất là hay nhé các bạn nhé. Dòng loa này thì chúng ta vừa nghe nhạc vừa hát karaoke đều đều hết. Anh em mà thích hứng lên thì hát karaoke vẫn ngon, không nhiều nghe nhạc. Nghe nhạc dòng loa này thì nó tuyệt vời luôn. Đấy, anh em mà quán xá cà phê sân vườn hay là ở trong một cái phòng chiêu tí mà lắp cái cặp loa này lên thì vừa trang trí, vừa là nghe nhạc, vừa có đèn 7 màu, rất là đẹp. Rồi, clip này thì mình Vũ xin được phép kết thúc tại đây. Cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhớ đừng quên ấn đăng ký follow kênh để cập nhật những sản phẩm mới bên em về sẽ làm clip review, giới thiệu cũng như là báo giá đến toàn thể các bác. Còn bây giờ thì xin phép hẹn gặp lại nhé.